Em không chịu được khi thấy con sống khổ sở thiếu thốn như vậy. Trong khi đó, bố mẹ nó thì nhà cao cửa rộng, xe đưa xe đón, em không chịu được. Nhưng tạm thời chưa được. Lê, nghe anh. Anh biết là em yêu con, xót con. Nhưng chúng ta đã muộn hơn 20 năm rồi. Không vội gì một vài ngày cả. Điều quan trọng là chúng ta phải tìm cách để tránh cho hai đứa bị tổn thương. Ngày đó, nếu như tôi không mất bố, thì có lẽ là tôi vẫn còn một gia đình trọn vẹn. Có bố, có mẹ và bà nội. Nếu như bố tôi còn sống, thì có lẽ là chồng cô Trâm sẽ không dám lừa để cướp trắng ngôi nhà đó, đẩy mẹ con tôi phải ra đường. Và bà tôi sẽ không đau lòng mà mất sớm. Mẹ tôi cũng không phải vất vả khổ sở tới lúc chết. Cô biết gì không? Tôi, từ một đứa trẻ có đầy đủ người thân, bỗng nhiên trở thành trẻ mồ côi, cùng với mối hận thù người cô ruột duy nhất. Và rồi, người mà tôi cứ tưởng là ân nhân, hóa ra lại là nguyên nhân gây ra tất cả. Cô làm sao đấy ạ?